Mời quý thính giả theo dõi diễn biến vụ nhà thờ Tam Tòa. Sau khi một số giáo dân bị đánh đập và bắt giữ, sáng hôm nay, bốn linh mục ở Kỳ Anh đã dẫn một đoàn giáo dân đến Tam Tòa để cầu nguyện trên nền nhà thờ cũ, thì đã bị nhiều người mặc thường phục dùng gậy đánh đuổi. Có một linh mục bị thương nặng, một linh mục khác ở Quảng Bình sau đó cũng bị đánh đập. Thanh Trúc phỏng vấn linh mục Võ Thanh Tâm, tổng đại diện giáo phận Vinh về tin tức mới nhất đó. Xin linh mục Võ Thanh Tâm cho biết đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? Cái đoàn mà đi vào trong Đồng Hới phát xuất từ đâu và đi như thế nào ạ? Phát xuất từ Kỳ Anh. Cái đoàn này là của hạt Kỳ Anh, là cái giáo hạt cuối của tỉnh Hà Tĩnh. Các cha trong hạt Kỳ Anh cũng có bốn cha đi: Phêrô Nguyễn Thái Từ là quản hạt, Phêrô Phạm Văn Đồng là quản sứ Quý Hòa, cha Phao Lô Nguyễn Đình Phú quản sứ Dũ Lộc, cha An Tôn Nguyễn Quang Tuấn quản sứ Đồng Yên. Các cha này dẫn hơn 100 giáo dân đại biểu cho bốn xứ vào Tam Tòa, cách hạt Kỳ Anh chừng 100 cây số, vào Tam Tòa để cầu nguyện xin Chúa ban hòa bình. Đến Tam Tòa, họ xin bước lên nền nhà thờ để cầu nguyện. Trên cái nền đất của cái nhà thờ cũ á, thì họ gạt xuống không cho. Dạ thưa, ai gạt xuống không cho ạ? Công an với dân, có một số mặc đồ công an với lại dân mặc áo thường. Gạt các cha xuống, không cho bước lên cái nền nhà thờ để cầu nguyện. Gạt các cha và giáo dân xuống khỏi nền, không cho cầu nguyện. Rồi tiếp tục dùng gậy bằng gỗ đánh. Tin mới về là cha Phú bị. Nên nó đánh cha Phú phải đi cấp cứu. Nó dùng cái gậy 3-4 cành ấy, mặc đồ thường dân đánh, như cái một cái lỗ dưới quân ạ. Công an tuyệt đối không cho ai tiếp xúc với linh mục Hùng Phú cả. Không biết họ sẽ đưa đi đâu. Thế còn các cha kia thì sao ạ? Cha Đồng đừng còn lái xe không ạ. Cha Đồng có bị đánh không? Không bị khăn chi. Đánh cha Phú, mà cha Phú được không mặc áo trùng thâm lại chết. Là dặn rồi đi vào trong phải giày đen, áo đen, phô côn. Các cha sẽ cùng khinh thường nghỉ đó lên vào cầu nguyện, họ không cho thì thôi thì về thôi. Linh mục có nghĩ là vì các cha không mặc áo trùng cho nên họ mới mạnh tay họ đánh như vậy? Có thể thế, nhưng mà anh công khản thì bất tình lắm. Nhiều khi nó tìm áo trùng thâm nó đánh trước lên. Thế là mất tình người rồi thì kể gì. Thưa linh mục Võ Thanh Tâm, giáo phận Vinh cũng như là quản sứ Sang Bàn và người dân ở Đồng Hới là muốn xin lại cái nhà thờ đó để xây một cái nhà thờ mới trên nền nhà thờ cũ, nhưng mà ủy ban nhân dân ở đó thì bảo là không được và hứa là cho một miếng đất tốt hơn. Bảo là để cái nhà thờ đó làm chứng tích tội ác của đế quốc Mỹ để sau này giáo dục cho con cái biết cái tội ác của đế quốc. Nhưng mà chúng tôi đề nghị là làm bia hoặc làm cái nhà rút nhỏ lại bằng thạch cao rồi bỏ trong tủ kính là để mà lưu niệm. Còn trên đó có thể cho chúng tôi xây lại cái nhà thờ. Thì họ không cho. Họ nói rằng trung ương phải tịch thu cái đất này. Thì chúng tôi nói cái mà chúng tôi có quyền sở hữu. Từ trước đến nay nền nhà thờ của Tam Tòa vẫn là thuộc chủ quyền của giáo xứ Tam Tòa. Và giáo xứ Tâm Tòa bây giờ là thuộc địa phận Vinh, là chủ quyền của chúng tôi. Mà chúng tôi chưa bán, chưa nhường, chưa đổi. Chính quyền có hứa là cắt cho một miếng đất. Thì chúng tôi đề nghị là mức đất là khang trang, sạch sẽ, đủ rộng, xứng đáng để mà làm cái việc tôn giáo cho trang nghiêm. Thì họ đã kiếm nói 4 mảnh đất là họ đưa rồi nhé. Họ vẽ trên sơ đồ đó, rồi mà sau có đi thực địa là có cử một cha đi. Thì cha đó nói ra chẳng ra sao ạ, không nhận được. Thì trong khi súng thế như thế đó, phải làm một cái lán ở trên cái nền đất như thời cũ mình dựa vào đây cái thắp chuông đó. Cái lán đó dài 9 mét, rộng 6 mét. Cao 3,5 mét thì chỉ bằng cái rạp đám cưới thôi. Nhưng mà họ lại nói là như thế là xâm phạm đất của chính phủ. Mà đất của chính phủ đâu có hai cái thấp chuông đó. Đất của xã hội, đất của mình chứ. Rồi họ thì nói nó cho chuyên đổi rồi. Mà trong văn bản cái trên này, bây giờ miếng đất Tam Tòa không tranh luận nữa. Cứ để đó. Các vị lưu niệm chứ thì lưu niệm, chứ không được phá đi mà xây nhà. Thế cơ quan cơ sở chứ. Mà các ông cắt cho tôi một miếng đất đủ làm cái nhà thờ cho đẹp đẹp là được. Nhưng mà 2 năm nay họ có làm đấy. Chủ nhật thì làm để tầng trên thì truyền hình xuống tầng 2, truyền hình xuống tầng 3. Mà cái anh này nó xây nhà để ở một cái dùng kiến cho Tam Tòa để mà có lễ mà anh ta. Nhưng chiều hôm qua anh này bị bắt rồi. Thưa anh, Nguyễn Công Lý này đã bị bắt rồi. Nguyễn Công Lý này bị bắt rồi. Thưa linh mục Võ Thanh Tâm, linh mục có nghĩ rằng cái vụ này đó, như linh mục nói là giáo dân người ta phẫn uất và người ta đã đi biểu tình nhiều và người ta lại còn muốn kéo vào ở trong Tam Tòa nữa, thì liệu cái chuyện này nếu nó nổ ra thì nó trầm trọng lắm. Nó nổ ra chúng tôi không nhất định là không kiềm chế được cái tính hòa bình của mình.
bởi vì nó làm tức tức quá, cho nên là nó sẽ đánh nhau. Khi đã đánh nhau rồi thì bất chấp sẵn gì đánh đấy. Đánh thì nhất định thì số bên chúng tôi tổn thương giáo dân, mà giáo dân nó khẳng định là không có cái đường nào giữ đạo lên thiên đàng nhanh cái bằng tử đạo. Nó khẳng định thế chứ tôi ghê lắm, tôi sợ lắm. Mà tôi nói về trung ương thì nó thiệt cả đôi. Bên nào chết nhiều, bên nào chết ít, cho nhất định là đổ máu. Mà bây giờ tôi đứng đây tôi vẫn hô hào từng giây từng phút, chúng con ơi hiếu hòa, chúng con ơi làm như thế nào để cho thể hiện cái tin mừng của mình. Mà ta đập đánh mình như thế cho mình chịu đựng cái đã, biểu tình chứ làm hòa bình. Thì hôm qua mấy cuộc diễu hành mấy cái số đây, họ tay cầm tràng hạt, một tay cầm cờ, biểu ngữ là cầu nguyện cho giáo dân thăm tòa bị công an rộng và bị đâm tiểu. Nhưng mà đi thế qua thành phố Vinh, bao nhiêu công an, bao nhiêu xe cảnh sát, họ để cho yên đi yên. Thì tôi thấy chính quyền đây Nghệ An cũng tự chế được, mà chúng tôi cũng tự chế. Cho đến tối nay, cách đây khoảng một tiếng đồng hồ, Linh Mục Tổng giáo Phận Vinh Võ Thanh Tâm cho biết là có thêm một vị linh mục khác nữa bị đánh. Có một linh mục trong Quảng Bình nói với tỉnh á, là các ông cho người đánh ngục phú nằm trong sở ra đó, thì bây giờ ông phải tới như thế nào? Thì cái ông phó chủ tịch đi với một cha, tên là cha Bính còn trẻ, người Quảng Bình, tới đó thăm cái cha phú đó, gần bên nhà thờ Tâm Tòa đó, đứng nằm đó đã, cấp cứu tại chỗ đó. Trưa rồi thì ông nói với cha Bính nghe tôi sáng không ăn gì. Thì cha Bính cũng đi với cái ông Thuật là phó chủ tịch tỉnh đó, lại thăm ngài đó. Thì đi cái bọn xã hội đen nó biết đó là ông cha Bính. Thì cái ông Thuật về rồi thì cha Bính đi mua sữa chi nó đưa lại cho ngài. Thì đó là nó cái đập chết thằng cha đạo đó bay. Đó là phải đập cha Bính luôn. Mà đập cha Bính đập đó rồi chạy phải khoảng phải chạy lên gần lên đó, còn nhà ai có cái nhà tầng chạy lên tầng hắn rệt lên tầng, hắn phết một phết ở tựa đầu. Nếu mà không tránh được cái đó là vỡ đầu rồi. Hắn đánh cái gì là ngài nhảy cái tầng thai xuống tầng 1 cũng thấp thôi. Mà cái tay chống cái được gãy một cái xương tay. Và hắn đánh gãy cái răng và rạch cái má hay là rơi xuống mà gãy tay với cái gãy răng thì không biết. Bởi vì để tránh cái cú đánh hiểm ác của nó mà. Gãy là một đầu thì nó bao tròn. Một đằng thì nó để bốn cạnh. Đánh vào đâu thì chết. Cha Phú thì bây giờ thấy đau ê ẩm trên đầu, nằm loáng choáng. Còn cái cha Tam Bính á, thì bây giờ là gãy cái tay, gãy một cái răng và cái mặt này phải khâu 5 mũi. Cha Phú là đầu định nằm đó, cứ nằm đó như hiền lối nằm vả đó. Nhưng mà sau thì ông Thuật thì nó cụ về, bây giờ thì có lẽ cụ về ra về bệnh viện kia anh. Còn cha Bính thì họ định là đi bệnh viện Thừa Thiên, mà sợ đi bệnh viện Thừa Thiên là bệnh viện của nó là nó tiêm chết luôn. Thì lại bây giờ là xin về bệnh viện xã Đoài, mà trên đường đi chưa về đây. 3.000 người thôi mà, 3.000 người có gậy gộc thôi mà, nhưng hôm qua là 3.000 người đấy. Bữa nay thì ít hơn cũng có 500-600 cái gậy mà nó đánh xin lỗi, nó chửi và nó cứ hô đánh chết ba cho cái thằng cha đạo đấy, thấy thằng cha đạo nào vào đánh trước. Trong đám đó có người nào mặc sắc phục công an không ạ, hay là toàn là những người mặc? Nghe nói có sắc phục công an, có sắc phục công an ít, mà công an nói là không thể giữ được. Bây giờ cái đại sứ quán của Hoa Kỳ với đại sứ quán của Pháp cũng đúng muốn để phỏng vấn tôi đây. Thưa Linh Mục Võ Thanh Tâm, xin cảm ơn Linh Mục đã cung cấp cho chúng tôi những tin tức về Tam Tòa.